Hiện tại thì anh em mình đã đến cái bùng lồi chè rồi nhá mọi người nhá. Ở đây có cái chòi đây là ngắm cảnh trên cao kia. Đây có cái sơn này để chiêm ngưỡng những cảnh vườn chè đồi chè này nhé mọi người nhé. Cực kỳ cảnh quan thì rất đẹp mọi người ạ. Có những cái đồi chè xanh mướt này. Mới anh em mình toàn người Thái. Chuẩn bị chụp ảnh nhé mọi người nhé. Quán ơi, quán ơi. Chị em chuyển hướng sang bên này chụp cho nó sang đẹp một tí nhé mọi người nhé. Con trai còn sáng kiểu này hả? Quay xuống. Xếp thẳng hình mà. Đấy, chị em mà trang điểm đó nhé mọi người nhé. Cho nó ăn ảnh một tí ấy. Lên hình cho nó sắc nét một tí. Người tắm lắm mọi người ạ. Tắm tiên. Dân tộc lắm mọi người ạ. Có cả dân tộc Mông này. Đây mở cái quán này. Gái mông. Ở dưới này thì có một cái ao mọi người ạ. Trên đấy thì có mấy cái vể để tắm. Ở dưới này có một cái ao như này nhé mọi người nhé. Như nước nó sôi luôn mọi người, kiểu nó nổi bong bóng lên đấy. Gái Mông với lại gái Thái nha mọi người nhé. Thằng cầu kia là Thái, còn mặc bấy kiểu bấy Mông ấy, dân tộc Mông này, tộc Thái nhiều nhất.
ngập luôn ở ngoài đốn này. Quay đấy chẳng ngoài đốn đấy. Mình sẽ lên cái bể kệ trên kia để xem mọi người tắm ở trên kia đã. Chú ba cái bể trên này mọi người. Có bán nước này. Thúc đào. Trên này có ba bể nhá mọi người nhá. Trên này thì nó nước nó sạch sạch hơn một tí này. Đã tắm xong thì xả nó đi nhá mọi người nhá. Hôm nay cũng nhiều người mọi người ạ. Có những trang phục của người Mông này, kiểu là nó rất có nhiều màu sắc sỡ ấy mọi người. À, mọi người đến đây thì càng giờ càng đông nhé mọi người nhé. Trên kia có một cái căn nhà sàn, xong mình để xe ở trên đấy. À, đi bộ xuống đây có một cái cây cầu. Đến đây thì có một cái quán quán ăn đấy, xúc xích với đại trứng, nước uống. Ở trong này có quán phở này, cơm phở vịt gà, chim cút gì, cá nướng này, cơm đam này, đồ ăn chín ở đây nhé mọi người nhé. Dân tộc Mông này, nhiều nhất là dân tộc Mông ở đây mọi người. Mông này, Thái này. Ở dưới này cũng có một cái căn nhà sàn nốt để chỗ ba cái bể này mọi người. Nhà sàn đổ cột bằng bê tông ấy. Ở đây thì mỗi người hết 10.000 mọi người ạ. Một người. Hai người là 20.000. Để bên kia là để thay quần áo nhé mọi người nhé. Tắm. À, lội mình tắm xong rồi mọi người ạ. Đây thì mình ra về thôi. À, mình ra về đây mọi người ấy. Thì chị Am tắm xong rồi, mình thì không tắm nữa. Nhiều nhất là dân tộc Mông ở đây nhé mọi người nhé. Một cái cây cầu này mọi người. Một con suối nhỏ nhỏ chảy từ hai khe trên này xuống nhé. Một quán nhỏ nhỏ này. Có cả dân tộc Lào mọi người ạ. Đây có một cái chỗ gửi xe mọi người ạ. Đây. Một cái chỗ gửi xe xong này. À, đi bộ xuống dưới kia. Xe ô tô. Xe máy. Thôi video mình đến đây thôi nhé mọi người nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đấy, bye bye mọi người nhé. Nếu mọi người xem hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Có thêm động lực ra video nhiều hơn. Và hay hơn, hấp dẫn hơn nhé mọi người nhé.